Chị đó chị vào hấp nhang ha. Không, chị đó không có ngại không biết mà. Thôi mình cũng né ra cho chị vô đốt nhang đi trước. Chị này chị muốn thắp nhang mà chị rất là ngại ha. Thì mình cũng đứng đây mình quay thôi mình, nhưng mà mình có quay chị. Bây giờ là mình sẽ đi ra phía sau, tại vì ở phía sau thì vẫn chưa có anh em nào gây nhìn ở phía sau ha. Mình làm hết sẽ đứng từ xa ha, để bảo đảm cái tính riêng tư. Do là đứng từ xa phóng to cho nên nó sẽ hơi bị rung và mờ, nên mong rằng tất cả bà con cô bác thông cảm cho 15m Bình Dương nha. Ở phía trước thì các anh em cũng đã đang ghi hình. Thì mình cũng không biết là như thế nào, tại sao là cô Lành Kim Nga chỉ là hai vị khán giả là viếng vào buổi chiều tối ngày hôm nay, có lẽ là chọn cái khung giờ mà các anh em YouTuber đã đi về rồi ha. Nhưng mà không ngờ là các anh em YouTuber vẫn còn nán lại. Không biết là chị Kim Nga và cô Lành ha, có cái tâm sự gì muốn nói mà không thể nói ra ha. Bây giờ 15x sẽ lấy cái ghế ngồi ở đây, đứng từ xa mình ghi hình.
thì mình mua cái này nè, để là để nó nằm ở nhà. Ví dụ như đồ. Để đồ với trung cảnh đó. Cái cảnh đồ. À, vậy là cái này chị Nga mua cái này hay chị Nga? Chứ người ta tới đây nè, cái này nè. Dạ. Ở đây là cái đường của người ta. Ừ đó, đó cái dạng như cái mà còn đây là mình mua là để mình để đồ nè. Dạ. Cây cảnh ở đây nè. Vậy là cái vậy là chị Kim Nga mua bên đây. Còn bên đó là của ai ha? Chắc sau này nữa là ai mà có thì người ta chắc mình dẹp ở đó đó. Dạ. Dẹp đó mình để rộng, ví dụ mình để rộng ở đây bên mình đó mình. Cũng có bay ở dưới hết. Hồi vô lên giờ này nó ấm áp gì đâu. Dạ. À, chú giống người Hoa quá. Người Hoa. Dạ. À, chắc là gốc ba chú là gốc người Hoa luôn á. Dạ. Anh kêu kêu chị đó vào viếng rồi tụi em không ghi mình. Dạ dạ. Dạ. Chứ để chị tới tội nghiệp chị không. Mấy cái này là người ta mua hết rồi. Sao mà ta? Bà Lâm ở Bình Dương xin chào tất cả bà con cô bác nha. Hiện tại thì cô Lành ha, chị Nga cùng với là cái anh trai hay ngồi bên góc bên kia. Còn cái chị gái áo trắng thì 15 bé thấy đi đâu à? Không vào mà cũng chị gái áo trắng thôi. Cái thì chị Kim Nga nói cái miếng đất là chị Kim Nga mua. Đúng rồi. Là cái miếng đất ở thằng phía trước là mình đang dự tính để đồ cho cậu cho đó đó. Nhưng mà không biết để gì. Nhưng mà để gì cái bọn của cậu sẽ chặt đi. Chị nói là để đồ cho cậu á. Nhưng mà không biết để đồ gì. Hay là làm một cái gì đó đặc biệt hay là sao nó mình cũng chưa biết, nhưng mà nó chắc chắn sẽ để á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.